xá ha. Chỗ này là vị trí ngay trung tâm luôn chị ha. À, xe biển Sài Gòn chạy đi du lịch anh chị. À, đường trước mặt em điện quay đây là đường đi xuyên rừng anh chị ha. Đi khoảng 5 cây thôi là mình đụng ngay biển Hồ Cốc anh chị. À, Bảo Điền Bất Động Sản xin mến chào cô chị nha. Em là Điền đây. Hiện tại mình đang có mặt ở đây là ở xã Bưng Riêng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu ha. À, nay em Điền có một cái lô đất chủ ngợp ha, gửi bán nằm ngay đây luôn ha. À, ngay gần đây, gần 300 mét vuông. Hai góc hai mặt tiền ha. Và đi xuống biển Hồ Cốc cũng tương đối là gần khoảng là 5 cây thôi. Đó. Vị trí em Điền trước khi đi vào bất động sản review chi tiết bất động sản thì em Điền giới thiệu sơ cái vị trí em Điền đang đứng ha. Hiện tại em Điền đang đứng đây là cái vị trí mặt tiền đường quốc lộ 55 ha. Và cái chỗ này, khu vực này là dường như tập kết đầy đủ tất cả cái tiện ích và trung tâm hành chính luôn anh chị ha. Đây là trung tâm xã Bưng Riền luôn anh chị. Bên này là chợ anh chị ha, đây rất là đông ha. Đó, buôn bán rất là sầm uất luôn, không thiếu gì hết anh chị ha. Đó. Và cái xe, cái tuyến đường này là xe lưu thông qua lại rất là nhiều. À, nếu mà Sài Gòn mà cô chú chị đi về á, để đi muốn đi về suối nước nóng Bình Châu hoặc để biển Bình Châu á, đa số đi bằng đường này hết anh chị ha. Đó. Và cái hướng em đường quay trước mặt đây là hướng mình đi suối nước nóng Bình Châu, là đi biển Bình Châu ha. Mình xã Bưng Riền mình thì giáp xã Bình Châu rồi, đi khoảng một chút xíu thôi, vài cây số thôi mình đụng ngay được xã Bình Châu rồi ha. Và cũng như đi được Bình Thuận anh chị nhé. Và hướng ngược lại đây thì mình di chuyển ra trung tâm thị trấn Phước Bửu này, khoảng đâu đó là khoảng là 5-7 cây ha, là mình gặp ngay thị trấn Phước Bửu. Và mình đi nữa, đi thẳng nữa thì mình đi được thành phố Hồ Chí Minh cũng như là thành phố Bà Rịa, đi Đất Đỏ rồi anh chị ha, đi đường này anh chị ha. Biển Hồ Cốc thì được gọi là nó nằm vị trí giữa cái mình đi đi đường này ha, đi khoảng 5 cây thôi mình đụng ngay đường ven biển này. Thì đường ven biển nó sẽ có những bãi biển như là biển Hồ Tràm, biển Bông Trang và biển Hồ Cốc, và tiếp tới là biển Bình Châu. Và cái biển Hồ Cốc của mình thì nó nằm ở giữa anh chị ha. Nói mô tả cho cô chú chị mình dễ hình dung là biển Hồ Cốc nó nằm ở giữa anh chị đó. Và đặc biệt cái xã Bưng Riền này có một cái rừng ha, rừng đi ngang qua nữa, đâm ra là rừng thì kéo dài từ Phước Bửu tới Bình Châu rồi, nhưng mà mình có một cái đường đi xuyên rừng đó, đi thẳng xuống luôn là đâm ra cũng gần rừng đó. Thì khí hậu ở đây cực kỳ mát mẻ chị. Rồi bây giờ em Điền không nói nhiều nữa, bây giờ em Điền sẽ đi vào vấn đề chính. Bây giờ em Điền sẽ đi vào bất động sản đó để mà review chi tiết cho cô chú mình xem nha. Thì bất động sản mình có rất là nhiều hướng đi, cách quốc lộ 55 mình khoảng vài trăm mét thôi chị. Đầu này có hướng đi vào cũng được ha, và ngay chỗ cây xăng này mình đi vào cũng được ha. Thì quy hoạch ở bàn cờ đâm ra là đường nào cũng đi được cả chị, rất là tuyến đường, nhiều tuyến đường ha. Ở đây thì có này, ủy ban này ha, trường học các cấp này, và giáo xứ luôn ha, giáo xứ bên này này, đó chuông nhà thờ chị có thể thấy nè, đó chuông nhà thờ đây nha. Đó rồi bây giờ em Điền xin mời cô chú vị theo chân em Điền nha. Bây giờ em Điền sẽ từ cái tuyến đường quốc lộ 55 này mình đi vào hướng Đức nha anh chị nha. Mình đi vào bên hông cơ quan này ha. Bên hông cơ quan mình đi vào nè, đường nhựa rất là rộng luôn anh chị, có cả mương nước hai bên ha. Dân cư đông sầm uất nha anh chị nhé. Nói chung là ở ngoài thì đầy đủ rồi, mình di chuyển khoảng vài trăm mét là mình sở hữu được mấy cái tiện ích này ngoài này rồi, còn đi xuống biển thì cũng gần anh chị ha. Nó vừa ở vừa nghỉ dưỡng ha, vừa an cư lạc nghiệp cũng được ha, vừa đầu tư cũng được luôn anh chị. Diện tích đất mình thì nó lô gấp 9,8 á chị, gần 10 mét luôn á. Đường nhựa, dân cư này quá đông luôn, bán rất là sầm uất. Rồi hiện tại em đi đang có mặt ở tại ngay vị trí bất động sản của mình rồi anh chị ha. Hồi nãy em đi chạy thì chạy cái hướng này vào anh chị ha, chạy khoảng vài chục mét thôi mình đụng cái đường mà quốc lộ 55 rẽ vô đó, thì đụng ngay đường đó luôn ha. Đó, còn rẽ ra lại quốc lộ 55 thì đi khoảng 200 mét thôi là mình ra ngoài quốc lộ 55 rồi ha. Đó, đi đường này. Và hướng ngược lại đây thì mình cũng có thể đi ra được lại quốc lộ 55 cũng như là đi được khu dân cư. Nói chung là cái chỗ này quy hoạch ô bằng cờ anh chị ha. Đâm ra đường thông thương hết đó. Dân cư rất là đông luôn anh chị. Đường nhựa này anh chị có thể thấy nè, đường nhựa rất là rộng luôn, có cả mương nước hai bên này. Đó, và có là lấp cống nha, đâm ra là cái đường mình nó được nới rộng ra hơn bình thường được nữa anh chị ạ. À, rất là rộng luôn ha. Xe này thì cái đường này thì xe có thể là xe container này, có xe khách mấy chục chỗ đi vi vu luôn gì ha.
cái mặt tiền này vừa vừa kinh doanh được anh chị nha, vừa ở vừa kinh doanh được nha. Mặt tiền này thì hướng trước này này, đi ra chút xíu thôi, mấy quán phê ở ngoài này rất là nhiều luôn hả, và những cái quán ăn rất là nhiều luôn vậy. Còn còn trên đường này thì mình đi tới đây thì gặp những cái quán tạp hóa này kia rất là nhiều anh chị đó, cái chỗ này có thể kinh doanh được nha anh chị nha. Đó. Rồi bây giờ em liền sẽ quay cái bất động sản của mình ha. Bất động sản mình thì trước khi quay chi tiết thì em liền mô tả cái sơ cái diện tích anh chị ha. Thì đang có là diện tích là ngang là 9,8 ha, gần 10 mét đó anh chị, 9,8 gần 10 mét đó. Từ đây ha, ranh mốc rõ ràng rào lại hết rồi anh chị. Từ đây qua đó, qua bên này góc hai mặt tiền anh chị nha. Đó, qua tới bên này hai mặt tiền tới ngay đây ha. Anh chị có thể thấy nha, ô tô đi mà trên con đường mà thấy ô tô rất là nhỏ luôn anh chị. Đó. Đó, từ đây sâu vào trong là 29 mét anh chị. Sâu vào trong là 29 mét. Đó, có tổng diện tích là 286 mét vuông anh chị nha. Và hiện tại đang có đất ở nông thôn là 80 mét thổ cư anh chị. Mình xây dựng thoải mái luôn chị ha. Đó, thì em đi nói nhiều về cái vấn đề mà thổ cư rồi. Thì mình xây sử dụng miễn sao là xây dưới 7 tầng ha. Mình xây thoải mái luôn, không cần xin giấy phép xây dựng gì hết chị cha ha. Đó. Vào đây là 29 mét là 30 đó, 29 30 ha. Đó, bên hông cũng là đường nhựa luôn anh chị nha. Đường nhựa này cũng là khoảng là 6 mét đó, còn mà đường nhựa ngoài là rộng 8 mét anh chị. Đó, góc hai mặt tiền. Và bất động sản mình là đặc biệt có hướng nam anh chị. Hướng nam hướng rất là mát luôn, hướng đón gió luôn, và dường như là hướng này là hướng mình nhìn ra biển Hồ Cốc luôn anh chị ha. Đó. Biển Hồ Cốc thì thiên về nghỉ dưỡng rồi, và cũng có ngay cái rừng đó. Mình hồi nãy em đi có bay lay cam thì mình có thể thấy được cái rừng ngoài đó ha. Thì hồi nãy em đi cũng ở ngoài cái đường quốc lộ 15 đó, thì đi vô đây khoảng vài trăm mét thôi chị, rất là gần. Đó, còn cái đường này thì mình đi thông ra được quốc lộ 15, cũng như là đi ra đụng ngay cái chỗ giáo xứ Bông Tra ấy, giáo xứ Bưng Rền đó chị. Đó, rất là gần luôn chị ha. Đường xá này kia rất là đẹp luôn chị. Đó. Giá đang cần bán là 1,850 triệu đồng anh chị ha. Thì lúc trước em liền quay bất động sản này rồi, thì lúc mà em điền rao đó thì lúc đó thời điểm đó là 2 tỷ 2 ha, thì cách đây mấy tháng thôi, cũng không có xa lắm. Và cái thời điểm em quay thì đường này đang thi công mương nước anh chị ha, đâm ra là đất với lại bê tông xà bần này kia đổ nhờ lên đất mình, đâm ra nhìn nó khó hình dung chút xíu, nhìn nó không có được đẹp chút xíu, không có được đẹp anh chị đó. Thì bây giờ thì nó đường xá nó xong xuôi rồi, và nay thì có được dịp nữa là chủ gọi em kêu bây giờ ngợp quá rồi, chịu không nổi rồi, sổ thì đang ngờ cầm ngoài ha, thì lãi đang đóng rất là nặng nặng tiền, đó là bây giờ là bán là 1,850 triệu đồng anh chị ha. Giá này sẽ có thương lượng một chút ít nữa, thực sự là đang bán lỗ rồi đó, thì thương lượng một chút ít nữa là giá chốt anh chị nhé. Cô chú gì nào mà thiện chí thì liên hệ ngay số điện thoại 0788 668834 nha. Đó. Rồi. Đức thì không có gì để quay nhiều anh chị ha. Thì cái chỗ này thì vừa nghỉ dưỡng vừa ở vừa kinh doanh được luôn anh chị. Vị trí khu dân cư đông, đi xuống biển thì rất là gần anh chị ha. Di chuyển xuống biển Hồ Cốc khoảng là 5 cây số thôi. Đi hướng này ha, đi đường xuyên rừng đó cực kỳ mát luôn ha. Mình có thể mua mảnh đất này này về mình đầu tư ngắn hạn cũng được ha, đầu tư lâu dài cũng được. Đó, hoặc là an cư lạc nghiệp, hoặc là làm nghỉ dưỡng ha, đi du lịch biển cũng gần anh chị. Cứ chiều chiều mình cứ đạp xe đạp hoặc là mình đi xe ha, đi tập thể dục này kia, đi qua đường xuyên rừng đó rất là mát luôn anh chị. Đó, nói chung là khí hậu nó rất là trong lành lắm như vậy, nó nằm ngay rừng thì khí hậu rất là trong lành luôn anh chị. Đó, rất là đã luôn, thực sự đi qua rừng đó quá đã luôn anh chị. Đó. Dân cư đông đó, từ Sài Gòn mà cô chú chị di chuyển về đây thì mất khoảng đâu đó là 2 tiếng đồng hồ thôi, mình đi cao tốc. Đó, tương lai cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu về nữa thì mình đi chắc tầm 1 tiếng rưỡi anh chị. Nay thì cũng là hiện đại rồi, đường xá này này kia kia vẫn là ấy rồi đó, ha, rộng rãi, mình đi thoải mái, di chuyển rất là nhanh. Đó. 2 tiếng đồng hồ ha. Và đa số là mọi người đi du lịch đi qua biển Bình Châu cũng như là xuống nước đó Bình Châu đều phải đi ngang qua Bưng Rền này anh chị ha. Đó, phía sau thông qua đường phía sau này, bên hông là thông qua đường phía sau đó. Đó. Rồi cô chú nào mà quan tâm thì liên hệ em nha. Cô chú
cô chú anh chị nhớ nhấn đăng ký kênh để ủng hộ em và để được đón xem những video sớm nhất ha. Rồi em thì xin mến chào và hẹn gặp lại cô chú chị những video clip lần sau. Xin chào. We dance.